Chào các bạn, mình là Trần Trường đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một website đẹp chuẩn SEO để bán hàng. Như các bạn đã biết, trong thời buổi 4.0 thì cái việc thói quen mua hàng online, mua bán trên mạng đã trở thành quá quen thuộc với chúng ta, nhất là trong cái bối cảnh dịch Covid vừa rồi thì qua 2 năm mọi người đã bắt đầu dần có thói quen là mua hàng trên mạng. Vì vậy, khi mà bạn bán hàng, nếu bạn chưa có sản phẩm đăng lên mạng hoặc chưa có những biết làm website như thế nào để bán hàng thì hôm nay Trường sẽ hướng dẫn các bạn cách tự làm một website chuẩn SEO để bán hàng, để bạn có thể đăng được những hình ảnh đẹp nhất với khung hình đẹp nhất và cũng có thể quay những video đẹp nhất để up lên website của mình. Trước khi làm web thì tôi cũng muốn chia sẻ cho các bạn cái hiệu quả của việc làm web trước khi mà chúng ta bắt đầu. Thì như chúng ta đã biết là thói quen của khách hàng khi mà muốn mua cái gì, sản phẩm gì đó, họ sẽ lên mạng tìm kiếm cái từ khóa, có nghĩa là cái mong muốn mà họ tìm. Ví dụ tôi đang làm quảng cáo cho bánh trung thu khách sạn Hà Nội thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái size, cái giao diện của website này và cái từ khóa mà khách hàng tìm kiếm. Để cụ thể hơn là chẳng hạn như bạn đang có nhu cầu mua bánh trung thu khách sạn Hà Nội thì bạn sẽ tìm từ khóa là bánh trung thu khách sạn Hà Nội, ví dụ là như vậy. Và như các bạn đã thấy, khi mà search trên bánh trung thu khách sạn Hà Nội như này thì nó sẽ ra đầu tiên là cái bản đồ Google Business. Thì trong bài này tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tạo ra một cái bản đồ như thế này. Và đây là cái bản đồ của tôi cũng lên top. Tôi cũng làm cho cả bánh sạn DU. Đây, cả ba cái bản đồ của tôi đều lên trên top của Google tìm kiếm. Và tiếp theo đó chính là cái website. Đây, là chúng tôi sạn nội. Và tiếp đó là cái Facebook. Như các bạn thấy, phần dưới này là sẽ có nhiều cái Facebook và website của những người khác. Nhưng vị trí để bán hàng được thì thường thường sẽ nằm ở ba cái vị trí đầu tiên, thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Ngoài những cái này ra thì tôi cũng làm thêm cả những cái video YouTube để quảng cáo. Có đôi khi thì YouTube cũng cho lên cái kết quả tìm kiếm Google, nhưng mà thông thường khách hàng hay tìm kiếm nhất đó là vào cái website. Chính vì vậy mà cái điểm ưu tiên hôm nay đầu tiên là tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm website. Các bạn có thể bấm vào những cái bản đồ đây nhé để các bạn xem. Đây, tôi có thể bấm cho các bạn. Đây, nó sẽ ra cái bản đồ hướng dẫn. Đây, số điện thoại. Đây là tên trang web. Đây, trang web mà tôi đang làm đây. Các bạn nhìn thấy nhé, Hà Nội bánh trung thu khách sạn Hà Nội.vn. Bạn có thể bấm vào đây. Còn quay ngược lại kết quả tìm kiếm của Google bánh trung thu khách sạn Hà Nội, chúng ta sẽ thấy. Đây, tôi bấm vào cái bản đồ, cái website cho các bạn thấy, tưởng tượng ra đây là cái website mà bạn hoàn toàn có thể làm được. Và thời gian làm sẽ mất khoảng tầm 2 ngày cho đến 4 ngày tùy vào cái thời gian bạn làm đầu tư cho cái website của mình. Với tôi thì để thiết kế cái website này thì cũng mất 3 ngày kể cả chỉnh sửa. Thời gian làm thì cũng như các bạn mới đầu tôi làm thì tôi không biết gì, nên tôi vừa làm tôi vừa học và nghiên cứu để làm từng bước chứ không có ai hướng dẫn toàn bộ cái quy trình làm. Vì vậy và khi làm xong rồi thì tôi đã mất thêm 2 ngày nữa để chỉnh sửa. Cái thời gian chỉnh sửa để theo đúng ý mình thì sẽ mất nhiều thời gian hơn là thời gian thiết kế. Và trên cái website này các bạn sẽ thấy đầu tiên là cái màu sắc giao diện. Màu lên làm sao cho nổi bật. Đây là cái tiêu đề của đây chính là cái từ khóa tiêu đề để cái trang web của bạn xuất hiện. Tiếp tục đến là có những cái danh mục sản phẩm. Đây để các bạn có thể khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm. Tiếp theo là chúng ta cần có một bài viết chủ, bài viết chính để tạo ra banner. Và những nút chia sẻ để chia sẻ. Tiếp theo là những bài viết ở trong phần mục bên cạnh thì chúng ta có thể chèn một cái fanpage của chúng ta vào đây và những cái thông tin cần thiết để cho khách hàng xem. Thêm cái phần chuyển ngôn ngữ cho khách hàng, cho người nước ngoài họ có thể tự động dịch ra cái ngôn ngữ mà họ muốn. Ví dụ tôi bấm vào tiếng Ba Lan, các bạn sẽ thấy tất cả những cái thông tin ở đây đều chuyển sang ngôn ngữ khác. Tôi chuyển về tiếng Việt cho các bạn sẽ tìm kiếm. Đây, tiếng Việt. Và dưới cái phần dịch đây thì có những cái bài viết chia sẻ thêm những bài tương tự, những sản phẩm tương tự. Dưới cùng là tôi sẽ chèn một cái bản đồ của Google Maps. Và ở cuối trang các bạn có thể nhìn thấy có thể cài đặt thêm cái ứng dụng gọi điện ngay cho khách hàng có nhu cầu muốn mua ngay. Hoặc bên tay trái thì có một ứng dụng Zalo để cho khách hàng dễ chat hoặc là message đối với cả những khách hàng là muốn dùng Facebook. Chân trang thì vẫn là tiêu đề của khách sạn. Đó là sơ qua về một cái website như này để làm sao để nó lên top để cho các bạn dễ bán hàng. Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa các bạn về cách làm.
Đây, để làm một website thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái địa chỉ Gmail. Bạn sau khi mà đăng ký vào địa chỉ Gmail thì bạn trên thanh công cụ tìm kiếm bạn có thể gõ cho tôi chữ blogger.com và ấn enter. Sau khi ấn enter thì các bạn sẽ vào cái địa chỉ, vào cái bên tay trái có cái hình của chúng ta chọn cái mail nào chúng ta muốn làm web. Đây là cái web mà tôi vừa làm cho các bạn. Đây chúng ta có thể xem cái trang này, cái web đây chính là cái web mà tôi thiết kế cho khách hàng là lên top. Đây là khách hàng thân của tôi nên tôi thiết kế, còn tôi sẽ không nhận làm web cho bất kỳ ai, chỉ hướng dẫn các bạn cách làm thôi ạ. Thực ra thì tôi làm quay phim chụp ảnh nên thời gian để làm phim và làm rất là bận. Trong thời gian dịch Covid này thì tôi mới hướng dẫn chia sẻ cho các bạn cách làm để các bạn cùng làm và phát triển cái kinh doanh của bạn, chứ tôi không phải là người chuyên thiết kế web. Nhưng mặc dù không phải chuyên nhưng mà chỉ biết là sao web của chúng ta đẹp và lên top và bán được hàng, đó là cái điều quan trọng nhất. Trở lại cái web thì trước khi làm tạo ra một web mới thì các bạn có thể bấm vào cái mũi tên bên tay phải. Đây nó sẽ có là tạo blog mới, chúng ta có thể ấn tạo một cái blog mới và viết bài. Sau khi tạo ra một cái blog mới, tôi lấy cái mẫu của tôi luôn để cho mọi người dễ xem ạ. Đây thì các bạn vào chữ đăng bài mới. Đăng thì các bạn sẽ vào viết bài thôi ạ. Đây các bài đăng như vậy, như này. Ví dụ đây là bài đăng. Thì đây chính là cái tiêu đề và khóa, từ khóa. Cái tiêu đề chính là cái từ mà khách hàng bạn nên nghiên cứu. Ngoài cái tiêu đề của sản phẩm thì bạn nên đặt những cái từ mà khách hàng hay tìm kiếm để làm cái tiêu đề. Và bài viết, đây là bài viết trong bài. Trong bài viết này thì chúng ta cũng có thể là chèn link, chúng ta viết đây ạ. Và chúng ta có thể, chúng ta sẽ tìm kiếm cả những ô bên tay trái đây. Các bạn có thể hoàn toàn làm được ạ. Chúng ta có thể gõ hình. Và đây là nút chèn hình ảnh. Các bạn có thể tải hình ảnh từ máy lên hay lấy link cũng được. Hoặc đây là tạo video thì các bạn có thể tải lên từ máy tính, hoặc có thể là lấy link từ YouTube để chèn vào đây. Đây ví dụ như là những cái video hình ảnh. Những cái video này là những hình ảnh này tôi cũng tự thiết kế cho khách vì trong thời gian dịch bệnh Covid này thì tôi có nhiều thời gian nên tôi muốn trau chuốt để cho cái website này đẹp hơn một chút và cũng muốn để hướng dẫn cho các bạn cách làm. Sau khi đăng tiêu đề, viết bài, cho hình ảnh vào đây thì chúng ta bấm vào chữ cập nhật bên tay trái đây để xuất bản cái bài viết. Sau khi mà chúng ta đã viết được nhiều bài như thế này rồi ạ thì tiếp theo là chúng ta có thể là chọn cái mẫu của cái thêm của cái gọi là cái mẫu của cái website. Đây tôi sẽ làm ví dụ cho bạn một cái đây ví dụ tôi chọn một cái này. Cái mẫu này thì nó chưa có cái mẫu nào cả. Đây ví dụ tôi chọn cho bạn một cái này. Ví dụ quay live stream. Tôi quay live stream thì đây để xem cái mẫu hiện tại của nó. Cái mẫu của nó rất là đơn giản như các bạn thấy. Nó không có bắt mắt với cả khung hình, giao diện. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải thay cho đó một cái giao diện mới cho đẹp. Chúng ta sẽ vào cái phần chủ đề. Trong cái phần chủ đề ở đây thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều cái mẫu để cho chúng ta chọn. Và cái mẫu mà tôi thấy đẹp nhất ở trong này đó chính là cái mẫu màu này đây ạ. Đây các bạn có thể thấy cái giao diện của nó. Chúng ta ấn vào cái thứ áp dụng để lấy cái giao diện này để thiết kế web. Thì trong cái giao diện này nó đã có đầy đủ tất cả tính năng rồi. Việc của chúng ta bây giờ là chỉ cần chỉnh sửa cho nó trông đẹp hơn. Sau khi mà bấm chọn thì chúng ta lại thấy cái web của chúng ta nó tự động nó chuyển về cái giao diện như này đây ạ. Chúng ta sẽ vào cái phần tùy chỉnh. Trong cái mục tùy chỉnh thì đầu tiên là chúng ta nên thay cho nó một cái nền phía sau cho nó đẹp hơn, có màu sắc hơn. Chúng ta vào bấm vào cái chỗ chọn ảnh và tìm lựa chọn những cái hình ảnh đẹp mà chúng ta cảm thấy thích. Ví dụ như đây chúng ta có thể chọn cái màu này là hợp với cả cái web của chúng ta. Sau khi bấm vào thì chúng ta sẽ thấy cái nền nó tự động đã thay đổi rồi ạ. Đó các bạn đã thấy. Tiếp theo thì chúng ta lên chỉnh sửa đó là những cái giao diện của như là cái phông chữ, cái tiêu đề, bài đăng. Thì chúng ta có thể bấm vào cái vùng nâng cao cho
trong mục tiêu cao thì chúng ta có thể ví dụ chọn mục tiêu đề, thì các bạn thấy cái mục tiêu đề nó đánh dấu khung sẵn màu vàng để chúng ta biết sẽ chỉnh sửa chỗ nào. Và trong cái mục tiêu đề này thì chúng ta có thể chỉnh sửa thêm về chẳng hạn như là thay đổi kích cỡ chữ, phông nền chữ và kích thước to nhỏ. Đây ví dụ tôi vào phông tham, các bạn sẽ thấy cái chữ này nó sẽ thay đổi sau khi mà tôi bấm chọn phông chữ đó. Các bạn có thể cho nó to, dài, ngắn, khung vừa với khung hình ở những cái thao tác ở bên dưới. Ở những bài viết này chúng ta cũng có thể hoàn toàn thay đổi cái tiêu đề bài viết, nội dung bài viết, kích cỡ của bài viết, khung hình ảnh lên, như các bạn có thể thấy. Ở đây là cái phần tab, thì chúng ta thấy chúng ta có thể cái phần trang cái tiêu đề tab, chúng ta có thể thay đổi kích cỡ phông chữ để làm sao cho khách hàng dễ lựa chọn trong cái web của chúng ta, họ biết là vào cái gì. Các bạn lưu ý là nhớ vào cái trang blogpost.com để làm thiết kế web này nhé. Trong này đã có sẵn tất cả rất nhiều cái mẫu giao diện cho bạn lựa chọn. Và sau trước khi mà chỉnh sửa xong thì chúng ta phải ấn new vào để xem lại cái web chúng ta đã chỉnh sửa. Nhiều bạn không biết bấm new chỗ nào thì nó ở bên phía tay trái, tay phải ở phía dưới. Đó là cái về cái phần chỉnh sửa bố cục của website. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem đó là cái phần chỉnh sửa cái giao diện. Đó. Đây là bố cục. Thì trong cái phần bố cục này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chỉnh sửa tiêu đề này, thêm Zalo này, bài viết này, Facebook này và cả số chèn số điện thoại. Đây các bạn thấy cái mục điện thoại này rất dễ cho khách hàng có thể nhắn tin, gọi điện, chat với bạn, rất là tiện ích và nhanh chóng, hiện đại hơn. Có thể khi mà họ xem hàng của bạn, họ quyết định mua ngay, thay vì cái phải nghiên cứu thì họ có thể chat để hỏi bạn cho nhanh. Cái phần tiêu đề này thì các bạn đầu tiên là quan trọng nhất là bạn phải thay cái tiêu đề để chọn cái từ khóa. Tiêu đề chính là cái từ khóa để cái web quyết định cái web của bạn có lên top hay không. Đây chính là cái từ khóa chính mà Google họ sẽ đánh giá cao ở cái tiêu đề. Đây các bạn nhìn thấy cái tiêu đề đấy ạ, bánh trung thu khách sạn Hà Nội. Đó là tại sao mà khi mà họ search là cái web của bạn sẽ được ưu tiên, người chỉ định cái từ khóa này cái từ khóa chính của toàn trang web. Và nhiều bạn thì lấy cái tiêu đề là tên của các bạn nó cũng được, nhưng mà để Google nó cập nhật và update cho bạn lên top thì rất là lâu. Vì vậy thay vì thương hiệu thì bạn sẽ làm cho tôi là cái tiêu đề chính là cái tên sản phẩm của bạn luôn, thì Google sẽ chấm điểm cho bạn cao hơn và nhanh hơn là làm về thương hiệu. Trong phần này thì các bạn thấy có những cái phần sản mục sản phẩm thì các bạn có thể thêm vào đây ạ. Ở trong cái phần bố cục đó thì các bạn vào cái phần có thấy chữ trang thì các bạn vào đây chỉnh sửa và thêm những cái hạng mục và chèn cái link dẫn tới cái đường link mà dẫn tới cái mà khách hàng tìm kiếm. Ví dụ sản phẩm thì bạn muốn cho nó chạy về cái nào thì bạn copy link của cái đường dẫn đó vào mục sản phẩm. Sau khi làm tất cả xong các bạn nhớ lưu lại là website sẽ tự động cập nhật cho các bạn. Bài đăng phổ biến đó là cái bài đăng quan trọng nhất ở trên website. Đây ví dụ đây là cái bài đăng phổ biến, cái bài đăng chính, cái bài đăng để nổi bật nhất ở trong web. Thì cái kích thước của cái tùy vào từng cái website thì kích thước của cái website này, cái ảnh của nó sẽ giao diện là 400x200, có nghĩa là chiều dài của nó sẽ là 400 và chiều cao thì là tầm 200. Các bạn nhớ thiết kế theo cái ảnh đúng tiêu chuẩn để làm sao để cho nó hợp đẹp với cả cái website của bạn. Cái phùng ở phía bên tay phải thì các bạn thấy sẽ có thấy thêm những cái mục thêm, thì chúng ta có thể chọn cái phần HTML này, đó là chính thêm cái code của cái cuộc gọi message hay là Zalo. Thì các bạn bấm vào cái HTML đó, sau đó thì chúng ta hãy dán những cái code của những cái mã của Zalo vào hoặc là message chat vào để khách hàng tìm kiếm. Thì tôi sẽ để sẵn cái đường link này ở trong bài viết dưới video. Đây cũng là cái đường link của được cái mã code để dán vào cái mục Zalo cho bạn. Các bạn có thể thay cái số điện thoại của bạn vào cái số điện thoại của khách sạn. Cái số điện thoại sẽ để ở dưới cùng.
Tất cả những cái code này thì tôi sẽ để ở dưới cái bài viết mô tả của website. Các bạn nhớ bấm vào cái phần đọc thêm ở dưới video để copy cái code này dán vào cái vùng tiện ích HTML để làm sao cho cái số điện thoại và cái Facebook của bạn được xuất hiện ở trong cái vùng chat đó. Thì các bạn có thể copy hết tất cả cái như này. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống dưới và tìm đến cái mục có cái chữ bánh trung thu khách sạn Hà Nội. Thì các bạn xóa nó đi và thay bằng cái đường link của cái file Facebook của bạn. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, các bạn copy cái link Facebook của bạn y nguyên như này. Và các bạn dán đè vào cái chữ bỏ cái dòng bôi đen đi và dán đè cái link của các bạn vào. Là website sẽ tự động cập nhật cho khách hàng chat tới fanpage của bạn. Đây các bạn có thấy cái mục chat và mục Zalo rất là tiện ích. Khách hàng có thể dễ dàng liên hệ với bạn. Đó là sơ lược về cái quản lý xây dựng một cái website như ý. Cái này bạn có thể dễ dàng tự làm được. Trong này có rất nhiều cái ứng dụng, bạn có thể thêm những cái tiện ích và mình mong muốn. Tất cả đều có sẵn ở trong cái mẫu, chỉ cần các bạn nhớ. Việc thiết kế web này không có gì là khó, các bạn có thể tự làm được. Và tôi nghĩ rằng các bạn nên có một cái website để bán hàng, như vậy sẽ hiệu quả hơn cho việc kinh doanh của bạn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm cái mục gọi điện để khách hàng có thể liên hệ với bạn. Các bạn vào mục tùy chọn số 3 thấm bên tay phải, các bạn kéo xuống dưới, xuống dưới cùng, các bạn sẽ nhìn thấy chữ body. Các bạn copy cái đường dẫn này, tôi cũng để ở dưới cái bài viết cho các bạn. Các bạn có thể copy tất cả những cái link, cái code, mã code này. Rồi các bạn vào tìm lấy cái chữ body ở cuối cái mục HTML này và dán nó vào. Thay cái số điện thoại của bạn bằng cái số điện thoại của khách sạn. Đây các bạn thấy mã code nó dễ rất là dài. Vì vậy tôi sẽ để ở trong một cái driver cho bạn dễ tìm kiếm, dễ tải vì mục thông tin viết sẽ không đủ. Các bạn nhớ dán nó ở cái thẻ body ở cuối trang. Bạn kéo xuống bạn nhìn thấy dán nguyên vào, chỉ cần thay cái số điện thoại của các bạn vào là được. Đây các bạn thay số điện thoại này bằng số điện thoại của các bạn. Sau đó chúng ta nhớ ấn new để cái hệ thống nó tự cập nhật vào cho bạn. Nếu chúng ta không ấn new thì nó sẽ không xuất hiện đâu ạ. Sau khi ấn new rồi thì chúng ta nhớ refresh lại website để cho nó. Đấy các bạn đã thấy nó xuất hiện. Chúc các bạn thành công và hy vọng các bạn có thể bán được nhiều hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chào tạm biệt các bạn.